Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin ông Đỗ Minh Hiền bị tuyên 6 năm tù chỉ vì truyền bá tư tưởng triết học riêng. AFA tiếng Việt ngày 11 tháng 3 loan tin tòa Hà Nội tuyên ông Đỗ Minh Hiền 6 năm tù vì có quan điểm chính trị triết học riêng. Theo đó, ông Đỗ Minh Hiền 67 tuổi ngụ tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, vào ngày 11 tháng 3 bị tòa án thủ đô tuyên 6 năm tù với cáo buộc làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. AFA cho biết truyền thông nhà nước trong cùng ngày dẫn bản án mà tòa sơ thẩm Hà Nội tuyên cho ông Đỗ Minh Hiền. Bản thân ông khai trước tòa đã tự viết, phát tán các tài liệu với mục đích muốn mọi người biết đến quan điểm chính trị, triết học của bản thân. Ông không bị tổ chức cá nhân nào tài trợ, xúi giục. Hình ảnh bản tin trên AFA. Vụ bắt giữ ông Đỗ Minh Hiền cho thấy sự trơ trẽn của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam và mức độ vi phạm nhân quyền ngày càng trắng trợn của họ, trong khi họ đang là thành viên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Bởi lẽ, theo tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là thành viên, thì không ai bị bắt, bị đàn áp chỉ vì phát biểu quan điểm tư tưởng của mình. Theo AFA, vào tháng 8 năm 2022, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ Công an Hà Nội nhận được công văn của Bộ Nội vụ đề nghị xử lý ông Đỗ Minh Hiền vì đã sử dụng thư điện tử phát tán nội dung mà Bộ Nội vụ Việt Nam cho là nói xấu lãnh đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. AFA cũng cho hay ông Đỗ Minh Hiền bị bắt vào ngày 14 tháng 7 năm 2023 theo cáo buộc từ năm 2013. Ông bắt đầu phát tán các tài liệu bị cho là có nội dung chống chế độ qua thư điện tử cá nhân. Cơ quan an ninh điều tra cho rằng những thông tin số liệu mà ông Đỗ Minh Hiền sử dụng được lấy từ các nguồn trên mạng Internet gồm BBC, Dân Làm Báo, Bosit Việt Nam, hình ảnh ông Đỗ Minh Hiền tại tòa. Những thông tin này bị cho là không được ông Đỗ Minh Hiền kiểm chứng nhưng lồng ghép các quan điểm cá nhân bị cho là cực đoan và chống đối đảng nhà nước Việt Nam. AFA cho biết thêm, cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an Hà Nội ủy thác điều tra cho cơ quan cung cấp thuộc Công an 26 tỉnh, thành phố và cơ quan để thu thập các tài liệu bị cho là do ông Đỗ Minh Hiền phát tán đi qua các tài khoản điện tử. Báo Lao động ngày 7 tháng 3 cho biết, đến nay, ngoài 20 tài liệu do Bộ Nội vụ cung cấp, cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ thêm hàng chục tài liệu khác được Đỗ Minh Hiền phát tán trong thời gian trên. Ông Hiền không phải là trường hợp đầu tiên, cũng không phải là duy nhất bị bắt chỉ vì nêu quan điểm. Ngày 3 tháng 7 năm 2023, Tòa án Hà Nội đã cáo buộc ông Phan Sơn Tùng tội làm và phát tán 16 video clips có nội dung chống nhà nước, chống đảng, chống chính quyền, v.v. Hình ảnh ông Phan Sơn Tùng. Báo Lao động ngày 3 tháng 7 năm 2023 cho biết, Tòa án Hà Nội đã tuyên phạt ông Phan Sơn Tùng, 39 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc, 6 năm tù về tội làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo khoản 1, điều 117. Cụ thể, ông Tùng có hình ảnh lời nói phát biểu trong một số video clips phát tán trên Facebook, YouTube với nội dung tuyên truyền, đả kích, nói xấu chế độ, xuyên tạc sai sự thật về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam, công kích lãnh đạo đảng, nhà nước. Trong đó có 11 video được phát tán trên kênh YouTube Phan Sơn Tùng, một video phát tán trên Facebook Vì Việt Nam Thịnh Vượng. Ngoài ra, từ ngày 5 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, Phan Sơn Tùng đăng tải qua kênh Vì Việt Nam Thịnh Vượng 10 video clips với nội dung kêu gọi thành lập tổ chức bất hợp pháp tên gọi Đảng Việt Nam Thịnh Vượng, thu hút sự quan tâm của dư luận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin ông Đỗ Minh Hiền bị tuyên 6 năm tù chỉ vì truyền bá tư tưởng triết học riêng. Mối lo của Việt Nam khi ông Trump có thể trở lại Nhà Trắng. Ngày 13 tháng 3, AFA tiếng Việt loan tin, thặng dư thương mại Việt-Mỹ có thể gây ra rắc rối nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng. AFA cho biết các nhà phân tích cảnh báo rằng thặng dư thương mại lớn nhất của Việt Nam với Hoa Kỳ có thể gây ra căng thẳng với Washington trong trường hợp ông Trump đắc cử. Trong trường hợp ông Trump đắc cử tổng thống lần thứ hai, trong khi việc xuất khẩu tấm pin mặt trời và các sản phẩm điện nhạy cảm khác của Việt Nam bùng nổ. Theo đó, kết quả cuộc bầu cử sơ bộ siêu thứ ba tuần trước, 5 tháng 3, đã xác định cuộc bầu cử vào tháng 11 ở Mỹ sẽ là giữa hai ông Joe Biden và Donald Trump.
người trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên đã tỏ ra kém khoan dung hơn ông Biden đối với việc mất cân bằng cán cân thương mại. Hình ảnh bản tin trên AFA. AFA dẫn dữ liệu của Mỹ vào năm ngoái cho thấy Việt Nam, trung tâm sản xuất Đông Nam Á, đạt thặng dư thương mại 104 tỷ USD với Washington, chỉ thấp hơn Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Mexico. AFA cũng dẫn quan điểm của BMI, một công ty nghiên cứu và là thành viên của nhóm Fitch Ratings, cho biết Việt Nam dễ bị ảnh hưởng nhất bởi chủ nghĩa bảo hộ của Hoa Kỳ. Công ty này lưu ý rằng trong số các quốc gia không có thỏa thuận thương mại tự do với Washington, Việt Nam là quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào xuất khẩu thiết bị điện. Các hàng hóa khác có nhiều khả năng bị áp thuế hơn trong trường hợp có chính quyền Donald Trump thứ hai. Theo AFA, đồ điện tử như máy tính hoặc điện thoại thông minh chiếm khoảng 36% trong tổng giá trị xuất khẩu trị giá 114 tỷ USD của Việt Nam sang Mỹ vào năm ngoái. Trong số này, gần 5 tỷ USD, tăng so với 3,2 tỷ USD một năm trước đó thuộc về các tấm pin mặt trời. Hình ảnh hai ứng cử viên cho chức tổng thống Mỹ kỳ bầu cử tháng 11 năm 2024, ông Donald Trump và ông Joe Biden. Những tấm pin này được Washington giám sát chặt chẽ bởi Mỹ lo ngại về khả năng chúng được sản xuất từ Trung Quốc rồi chuyển sang Việt Nam để xuất khẩu đến Mỹ, hoặc có sử dụng nguyên liệu thô từ Tân Cương. Cả sản phẩm và nguyên liệu thô có nguồn gốc từ Tân Cương đều phải chịu lệnh trừng phạt của Mỹ theo một đạo luật chống lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. AFA dẫn lời một nhà ngoại giao phương Tây ở Hà Nội cho biết thặng dư thương mại của Việt Nam sẽ là rủi ro lớn nhất trong mối quan hệ với Washington nếu ông Trump tái đắc cử tổng thống. Tuy nhiên, ông kỳ vọng sẽ không có thay đổi nào trong chính sách của Hoa Kỳ hỗ trợ ngành bán dẫn của Việt Nam, điều mà ông Joe Biden đã thúc đẩy như một phần của chính sách kết bạn nhằm giảm thiểu rủi ro từ Trung Quốc cho các công ty. Hình ảnh biểu đồ hàng Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ từ năm 2016 đến năm 2022. Vẫn theo AFA, Việt Nam cũng có thể có những lợi ích từ nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Một đại diện của công ty Việt Nam cho biết lợi thế từ lập trường cứng rắn của ông Trump đối với Trung Quốc vượt xa rủi ro liên quan đến thương mại trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. AFA cũng cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia được hưởng lợi chính từ việc các công ty chuyển một số hoạt động ra khỏi Trung Quốc sau khi ông Trump tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc. AFA dẫn lời Florian Feuerbach, đại diện tại Việt Nam của quỹ Konrad Adenauer của Đức, một tổ chức tư vấn cho biết xu hướng đó có thể tăng cường dưới thời ông Trump. Tuy nhiên, ông nói thêm áp lực của Mỹ lên mặt trận chính sách đối ngoại và an ninh có thể sẽ gia tăng. Đồng thời lưu ý rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump có thể mang tới sự quay trở lại cho các chính sách giao dịch và tạo thêm áp lực buộc Hà Nội phải hạ cấp mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc và Nga một cách hiệu quả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Mối lo của Việt Nam khi ông Trump có thể trở lại Nhà Trắng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm D.